Đi em, đi ăn miếng về ngủ, chiều tàn đạo tiếp. Hello anh em nhé. Hello anh em buổi trưa nhá. Chúng ta tranh thủ vào có cái gì ủng hộ thì Tuấn chúc nha mọi người. Hello cả nhà nhá. Rồi có ít mobile này anh em nào mua ủng hộ nha. Mình test trên xe thì anh em cứ yên tâm. Nè, mua 10 cục giá rẻ như cho nha anh em. Mỗi người làm khoảng 50 cục, 10 cục giá rẻ nha. Đấy, dưới 10 cục thì nó chát thêm khoảng mấy ngàn cục. 10 ngục để bô luôn cho mọi người. Rồi bi 6902 đây, 25.000 một viên nha. 6902, cái viên mà trong cái bu ly đấy, chúng ta quay nó hay kêu sột sột. Nó hay bị kêu xào xào ấy, thì anh em đóng vào, bôi cái mỡ chịu nhiệt vào, chúng ta lượm lúa nha. 25k một viên. Mua bên sườn ở đây về được ít, anh em tranh thủ làm chục cục, về nhà thay 2 cục lấy lại vốn, còn thừa 8 cục. Đó, anh em nào mua bao nhiêu thì comment bấy nhiêu nha. Thì mua lẻ, mua cục 2 cục thì nó sẽ mắc hơn cục khoảng vài ngàn thôi, 5.000. Làm cái 10 cục thì ok, nó rẻ hơn nha anh em. Về nhà chúng ta chẳng bao giờ sợ mô bin bỏ lửa nữa. Cứ hơi tí bỏ lửa là thay mô bin luôn cả nhà. Dạ em cảm ơn mọi người. Rồi những anh em nào hay làm những xe ga mà những cái ổ bi nó hay bị xào thì anh em mua luôn 25k một viên. 10 viên 250, bán rẻ luôn. Bán viên lời 2.000. Rồi một sâu này 750. 10 cục à, giá 75. Anh Hiền IA. Em công bố giá luôn. Giá 75. Rồi. Rồi cái này 25k một viên. 6902. Rồi bi đũa đồng giá 25k một viên luôn. Đấy anh em lấy cái đồ gì thì kèm theo. À. 25k một bi đũa. Rồi, hai viên có 50.000. À, mua hai viên bằng chúng ta mua một viên 6902 NTN. Rồi về nhà thay vào bụp bụp 50.000 hai viên, bán rẻ luôn. Rồi anh em nào ok ủng hộ, hôm nay nó rẻ chưa bao giờ rẻ như hôm nay.
Rồi anh em mua hai túi này có tờ châu xanh về nhà dùng cả năm luôn hay là dùng vài tháng tùy theo chúng ta siêng đục nhiều hay đục ít. Hai bì này có tương đương một tờ châu xanh, về nhà đục nhiều thì trong vòng một tháng một tuần hết thay hết. Và một bì tương đương sẽ là 10 viên và hai bì sẽ là hai sản phẩm 20 viên. Rồi tụ bơm Vision K44 lắp chung được nhiều dòng xe, giá 140k một cục. À, quay ro ro. À, mô bin sửa cái gì? Tụ bơm của Vision lắp chung với RS hay nhiều cái dòng xe. Đúng không ạ? Chúng ta bơm vào hoặc là Jupiter của Yamaha bơm vào được luôn. Nha, 140k một tụ. Rồi Moto Quốc anh em nào ok thì truy cập vào em cái Zalo 0909755993. Bán rẻ cho mọi người luôn. Rồi rờ le đề và sạc tất cả nó đều là zin luôn, giá hạt rẻ, mọi người cần thì mọi người comment luôn nha. Rờ le hiện tại nó đang không đề được cạch cạch bởi vì nó bị mo ve tiếp điểm hoặc đồng thời sạc bị chập chờn, mọi người inbox mỗi người khoảng 2-3 cục nha. Rờ le đề và sạc, mọi người truy cập vào cái số điện thoại của em 0909755993, em đã ghim cái đường link ở dưới này. Đó, ở Facebook Tuấn Thành Đạt, mọi người truy cập vào cái Zalo, mọi người gửi em cái địa chỉ, em ship tới tận vườn cho mọi người. Đó, Facebook em đã được ghim, Facebook Tuấn Thành Đạt, số điện thoại. Mọi người chỉ nhấp vào Zalo để cho em cái địa chỉ, số điện thoại. Moto Quốc là em 10 cục mô bin sườn Sega. Bán kiếm rất ít tiền. Ăn cơm bữa trưa thôi mọi người, bán cái này chẳng có giàu thế nào cả. Đấy. Ở đây là bi đũa 25k một viên, bi 6902 25k một viên. Anh em nào yêu quý hay đục xe ga liên khúc chiều mưa làm luôn hai tụ là hai bi. Rồi tụ bơm của Vision K44 chúng ta lắp chung được vài dòng xe, 140k. Về nhà đóng vào 400k lợi nhuận nút này chúng ta sẽ có 260k. Ok. Tối lại đưa vợ con đi làm cái lẩu. Mẹ, cuộc sống mà kiếm được đồng tiền chúng ta phải biết làm cái gì. Để làm cái gì ạ? Kiếm đồng tiền thì làm cái gì anh em? Chúng ta kiếm đồng tiền chúng ta phải biết sử dụng đồng tiền. Chúng ta không thể nào lao lý quá về cái đồng tiền. Đấy, anh em có thấy rất nhiều người trong tay người ta có hàng chục tỷ, trăm tỷ, người ta vẫn bị toang không? Bởi vì người ta quá lạm dụng về đồng tiền. À, kiếm rất nhiều đồng tiền nó chẳng khác gì một cái sân chơi cờ bạc hoặc là lô đề bóng đá. Ở bên ngoài nói có vẻ nghe rất hay, khi chúng ta chơi vào trong cuộc thì chúng ta mới biết rằng không tìm ra lối thoát. Đó. Bởi vì đồng tiền nó quá mạnh để chúng ta không quay lại bờ bến. Đó, nên anh em kiếm được đồng tiền chúng ta phải biết sử dụng đồng tiền cho nó đúng mục đích. Chốt hai túi bi 6902 nha sư phụ. Ok anh trai. Anh em nào hay đục xe ga hoặc là bỏ xỉ cho anh em thợ thì anh em comment. Rồi trong tay em có khoảng được ít bi. Này. 25k một viên. Thì em bán một viên lời chắc khoảng 2.000 đấy. Thì anh em cảm ơn ủng hộ cho em 10 viên thì em sẽ có 20.000. Mà 5 anh em ủng hộ em thì em sẽ có 100.000, thì tương đương bằng vá hai cái lốp xe ga. Đó. Thì vá cái lốp xe ga thì em cũng phải đầu tư máy vô lốp, mặt bằng và tiền keo và tiền súng ống. Thì thay vì cái này em bỏ tiền ra em kinh doanh thì lời một bì được 20.000. Đấy, chẳng hạn như thế. Đó.
Rồi anh em nào lấy mô bin sườn về nhà chỉ cần thay hai cục một cái, một con xe nào bỏ lửa treo nó lên là nó sợ. À, mua một chùm này giá 75 nha. Mua lẻ thì nó sẽ giảm giá 80. Đấy. Ok, anh em nào cần comment. Và những anh em nào sợ về những cảm biến APS, về cảm biến VS thì anh em comment cái bộ này giá 250k. Yeah, chúng ta đi uống chầu bia, chầu rượu cũng hết, về nhà say khướt, ngày mai lại nghỉ cả một ngày. Thì những anh em nào bị ABS hoặc là cảm biến VS không quay thì kiểm tra được cái cảm biến giá 250k nha. Thì anh em ủng hộ cho Đình Tuấn, cảm ơn. Và vài ngày nữa tất cả những anh em mua phụ tùng chúng ta đều được tham gia nhóm học online 5 đêm hoàn toàn về miễn phí sơ đồ mặt điện, về hệ thống xe phun nhiên liệu 5 đêm. Và trong tương lai mọi người sẽ có khoảng 4 đêm về hệ thống khóa Sparky hoàn toàn miễn phí. À, hãy cho Đình Tuấn một cái thời gian rất ngắn kế tiếp nữa thôi. Thì tất cả anh em mua phụ tùng chúng ta sẽ được demo trong cái nhóm. Hy vọng rằng cái nhóm này một ngày một lớn hơn. Hy vọng rằng cái nhóm này có khoảng 1.000 đến 2.000 anh em. Tất cả những anh em mua phụ tùng của mình. À, tất cả chúng ta đều được review, hoặc anh em nào mua tài liệu anh em đều được miễn phí. Chúng ta liên hệ và đồng thời nhắn tin vào Facebook Tuấn Thành Đạt. Tuấn ơi, mình đã mua tài liệu, mình đã mua phụ tùng, bạn cho mình vào cái nhóm ok ngay. Hãy nhấn vào ngay cái Facebook Tuấn Thành Đạt để kết bạn. Làm luôn đi mọi người. Cho tới 5 cái bơm xăng của Vision ok 140k một cái. Dạ. Rồi, đó thì anh em nào ok thì ủng hộ. Motor bơm bao anh em bơm đúng không ạ? Lỗi lầm cái gì mình chịu. À, giá 140k một cái. 140k một cái tủ bơm. Về nhà dùng chung cho rất nhiều dòng xe Honda và đồng thời dòng xe của Yamaha. Cũng trùng luôn Jupiter. Jupiter trùng luôn nha quý vị. Ủng hộ Tính Toán đi mọi người ơi. Hay là anh em không biết truy cập đường link thì anh em phóng luôn vào cái số điện thoại này vào Zalo để cho em cái địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận. Đấy, và relay đề và sạc này em lời một con khoảng 2 đến 5 ngàn, mọi người nào cần thì ủng hộ. Hiện tại nó đang bị cặt và đồng thời nó không sạc, sạc ở trạng thái bị chập chờn do bị hai tiếp điểm đang bị mò ve, có thể nó đang bị sụt áp. À, đấy. Comment đi anh em. Comment anh em. Sư phụ gửi cho 5 cái kim phun đa năng. Kim phun đa năng hiện tại đang hết hàng anh yêu. Đó. Rồi, bi nồi côn của Vision, của 110, của 125 bao mọi người test, bao mọi người chạy, giá cực kỳ là hấp dẫn. Anh em nào cần thì comment. Nếu những dòng xe của 110 Honda mọi người muốn im thì mọi người lắp bi của Vision vào K44. Bi này lói nó đặc hơn, nổ gan ti, im như chó thở. Đây 110 nó nhẹ hơn. Còn nếu lắp cái bi của Vision K44 này nổ gan ti, im như chó thở. Đấy. K44 110 anh em nào cần comment. Ok. Nhớ là tụ bơm ba mọi người ok đúng không ạ? Giá 140k một cục cho anh em. Rồi, những anh em nào mua những cái loại cục lao đề của những cái dòng A Black Lead SCR đúng không ạ? 65k một cục, hàng bao cho mọi người tiêu chuẩn. Đây, đã có chất dầu trong này. Lao đề 65k một cục, lắp cho tất cả những loại mà đề lao, đề phóng, đề cắt. 65k một cục. À. 65k một cục, anh em nào comment thì inbox. À, bi côn giá cực kỳ rẻ, anh em truy cập hết vào cái Zalo để cho em cái địa chỉ, em sẽ tư vấn tất cả mọi người. À. Thank you. Anh em nào hay bị cái lao đề này nó bị kẹt, nó bị dính và đồng thời nó không nhả cái lò xo thì mọi người comment ủng hộ khoảng 2-3 cục, tất cả những cái cục 110 phun xăng điện tử của Honda dùng chung. 65k một cục nha anh em. Đó, ủng hộ thì Tuấn. Ủng hộ mình đi mọi người, lao đề, mua pin. À, thiết bị kiểm tra APS, VS, Honda, Yamaha vân vân. 250k.
Nguyễn Ngọc Sơn ok 5 mobin, anh cho em vào cái Zalo này dùm em cái. Nguyễn Ngọc Sơn anh truy cập vào cái Zalo, chiều nay em ship luôn mọi người, tranh thủ chốt luôn thì ở trong này có 100 cục. Anh em nào mua 10 cục em để lại cho mọi người giá 75. Rồi tụ bơm này em có ít thôi mọi người, chốt nhanh lên luôn đi, lúc sáng này em test mọi người rất ok tụ bơm zin này. Đấy, hàng test ok zin về mọi người lắp vào lại 450, giá 140k cục. Rồi bi nồi 110, bi nồi 125, bi nồi K44 mọi người cần thì comment và inbox cho em luôn. Đấy. Ok. Alo. Bao nhiêu bộ? Ở trong cái bì nào nhỉ? Bì xanh xanh à? Bì trắng trắng à? Để tí nữa kiểm tra lại vào trong Zalo tí báo lại anh em nhé. Rồi bố nồi chống rung giật, còn cái bố nồi này nhiều anh em bảo có bao tới 3-50 ngàn không, thì hiện tại trên Việt Nam này ai bán cái bố nồi này 3-50 ngàn mình mua một bộ 10 triệu luôn nha cả nhà, cho mọi người khỏi hỏi. Có nhiều anh em trên mạng hỏi, có một người bảo bán cái bố nồi này bảo hành tới 30 ngàn cây-50 ngàn cây mà chống rung giật, mình mua một phát luôn ba cái bố ba càng này 10 triệu, anh em nào biết thằng nào bao thằng nào bán mình mua luôn ba cục này giá 10 triệu luôn nha. Mẹ, nồi nào mà nồi bao chạy tới 30.000 cây đến 50.000 cây thì không có điều đó xảy ra được nha. Ngô Đảm tí nữa em liên hệ cho anh Zalo nha anh trai. Anh mới gọi cho em cúp máy bởi vì em đang bận live time. Thông cảm cho em một chút xíu, thank you anh. Đức Thông anh truy cập vào cái Zalo này dùm em sẽ gửi hai cục lao đề cho anh, giá 65k một cục, em mua 60.000 một cục, tiền ship lúc sáng tới đây gần 300 mấy chục ngàn. Đúng không ạ? Vậy tính ra em lời cục lao đề này khoảng 5 ngàn. Anh mua 2 cục thì lúc này anh ủng hộ cho em khoảng được 10 ngàn rồi. Đấy, cảm ơn mọi người. Rồi trong này có 100 cục bông sườn, anh em nào chốt luôn mua 10 cục giá 75, mua một cục đương nhiên sẽ là giá 80. Tất cả lỗi lầm thì Tuấn có thể quay đầu trả lại hết cho mình. Đây, anh em về nhà đừng có sợ IC chết, mình đã test cho anh em ở đây rồi. Test ở đây chẳng hái, mình chưa bắt mát vào trong sườn luôn. Hai sợi dây điện của mình nó đang bị không có thể ổn định được, bởi vì mình đánh ban cho anh em, mình test cho cả nhà, nổ máy trong vòng khoảng 15 phút. Cứ về nhà FI anh em gắn vào do Đình Tuấn nữa. Đó. Đây, dây dài liên miên. Dây này dài anh em lít SCR lắp chung được hết. Những cái dòng xe Way S, Future, A Black thì mọi người cắt. Đấy, test cho mọi người. Được không ạ? Đó, nổ máy đi. Đó, rồi. Đấy, cho nổ máy thoải mái. Bởi vì nó là FI, dùng chung đi. Đừng có nghĩ ngợi làm cái gì nhiều. Kể cả cái quả này anh em thích thì lắp cho IA luôn, bình thường. Nha, ví dụ Novo anh em không có hàng, anh em lấy cục bô mì sườn của IA lắp vào luôn cũng bình thường nhá. Không sao. Rồi. Đó. Ok chưa? Rồi anh em ủng hộ đi, mình đang có một cục trăm cục mô sườn, anh em ủng hộ đúng không ạ? Tích cực lên cả nhà ơi. Ok, anh Đạt. Anh Đạt ủng hộ 5 cục mô sườn, 3 tụ bơm đúng không ạ? 2 lao đề ok, truy cập Zalo. Nguyễn Nhật 10 cục mô sườn, 2 motor bơm. 5 bộ bi vi sườn, 5 relay, 2 lao đề ok, anh em múc mặn lên. Báo giá công khai luôn. Món lời 2-3 ngàn, 5 ngàn, ăn suất cơm trưa. Rồi, bi này đồng giá cho anh em là 25k một viên nhá. Tương đương với một bì là 10 viên, anh em mua 5 viên mình bán. Đó. Ok. Về nhà những cái xe khách hàng chỉ cần dẫn bộ từ xa, chúng ta lắng cái tai nghe cảm thấy bánh xe kêu rột rột.
sột sột là tư vấn người ta đóng luôn cả hai viên cho nó an toàn. Hai viên thì mình bán cho anh em 50.000, về nhà anh em đóng lấy 400.000, đóng càng nhiều thì chúng ta sẽ càng có trâu săn nhiều. Ok, mô bị sườn này có thể anh em lắp vào chế cơ cũng được luôn. Ok, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Chỉ sợ nhất là chế cơ lắp vào phun xăng điện tử nó toang, còn ngược lại là chuyện bình thường. Nó đơn giản như phụ nữ. Nếu phụ nữ đi ăn lòng xào dưa, một thằng chồng biết được thì hầu như người phụ nữ là người vợ mình toang. Nhưng ngược lại thằng chồng đi ăn dưa xào lòng thì chuyện đó là chuyện hàng ngày xảy ra trong cái xã hội này chúng ta đang sống. Trần Quốc Toản, em giải thích như vậy anh có hiểu không? Đó, ok. Ok chưa Trần Quốc Toản, anh lấy cục mô bi sườn của FI lắp cho chế cơ là hoàn toàn không có gì xảy ra. Và ngược lại anh lấy cục mô bi sườn của chế cơ lắp vào FI thì đương nhiên sẽ toang IC. Nó đơn giản giống đàn ông và phụ nữ. Mọi người cảm thấy cái live stream này hay, mọi người cảm thấy những cái đồ này nó hữu ích cho mọi người, đều có được bảo hành sau đó là tay ga Đình Tuấn, thì mọi người inbox và ủng hộ. Mô tô can táp mà không có máy tính thì chẳng có lợi bao nhiêu đâu rồi, anh Đảm ơi, anh em mình mà. Ok. Lao đề này đề một phát dính phịch, hoặc là đồng thời chúng ta trả về, hoặc là đồng thời có tiếng kêu. Tiếng kêu to này nổ ga ti rất khó chịu, nhiều anh em ở trong bộ nồi bị kêu ở cái lao đề, nhiều lúc anh em không để ý, tháo ra thay lao đề lấy 350. Ở trong bộ nồi cái lao đề này có tiếng kêu như anh em, nhiều anh em không biết. Đó, thì anh em có thể là cảm nhận lắc như thế này. Nó kêu leng rang thì chúng ta lượm lúa lao đề. 65k một cái lao đề. Mớ chịu nhiệt chuẩn bị có ăn chay, hiện tại chưa về. Đấy, những anh em nào yêu mến truy cập cho em cái Zalo này. Cho ba cục bơm sườn ra bảo hoàn. Ok, anh truy cập giùm em cái Zalo nhá. Những anh em nào lấy hàng ở trong này khá là đông thì mới anh truy cập vào cái Zalo giùm em. Nhiều quá em quản lý không có kịp. Đúng rồi. Mọi người chỉ cần nhất cái số điện thoại, mọi người tạm nghỉ xem cái buổi live stream này 30S, mọi người truy cập vào cái Zalo. Làm cái cho nó hết luôn đi mọi người ơi. Ở Zalo trời máy quá nhiều luôn. Trời, đơn đặt hàng. Rồi về mô bên sườn này, trạng thái ở trạng thái anh em biết tại sao không? Cái gì cũng vậy, nó làm việc lâu thì đương nhiên ở trong này có cuộn dây mà, hai cuộn dây. Cuộn dây sơ cấp và thứ cấp. Thì lúc này nó sẽ bị nóng, anh em cứ nghĩ nó nôm na như một cái cuộn đèn. Trong quá trình hoạt động lâu thì lúc này nó sẽ bỏ lửa và lửa đắn sẽ chập chờn. Thì lúc này chúng ta phải cần có mô bên sườn để thay thế. Và thay cục mô bên sườn vào lận 350. Đề ba một cái kéo ga lên thúc váy chạy ngọt cực kỳ, khách hàng bảo thằng này đẳng cấp. Ok, đưa tờ châu san thối lại ngay 150. Chúng ta phải làm nhanh tích cực như vậy. Duyên Hải, anh truy cập dùm em cái Zalo. Cho 5 mô bin, 2 relay, 2 tụ bơm. Ok, cảm ơn anh trai nhiều. Và đặc biệt những cái con relay này, em bán cái này thì không phải là em làm giàu được con relay này. Đúng không mọi người, em bán con này lời khoảng 2-5 ngàn chưa tới. Ở trạng thái ở mọi người không phải đi tuyến trên, ở trạng thái nó bị đề cắt cắt. Bởi vì cái tiếp điểm này mọi người nhìn như thế này, kịch kịch. Bởi vì lúc này từ một cái điện áp, từ cái ngón trỏ của Đình Tuấn, ngón tay cái, nó một cái điện áp 12V. Khi nó qua một cái tiếp điểm này, lúc này nó bị mo ve, sụt áp còn khoảng 8V. Thì lúc này không đủ lật đề. Và đồng thời khi này đề được rồi, và đồng thời lúc này bị sạc, thì nó đang bị mo ve, thì lúc này sạc nó sẽ không vào bình được 100% lượng điện. Thì lúc này xe khách hàng hay bị đi tốn bình. Bục cục này vào lấy 280. Mua giá 65k đến 70k. Rồi thì anh em mở ra tụ bơm này ấy, thì nó đơn giản, chúng ta làm cái tụ bơm này chúng ta chẳng khác gì một người họa sĩ. Đúng không ạ? Vẽ chế cháo
cảm thấy nó lọt được cái đầu này, cắm âm và dương, lắp vào là lượm lúa, bơm đủ 2,8 kg cho tới khoảng 3,2 kg. Mua phụ tùng nhanh lên anh em để được hưởng cái nhóm học online 5 đêm về review miễn phí cho cả nhà. Anh Hải Duyên ơi, anh truy cập vào trong cái này ấy, để lần sau em nhớ anh là ủng hộ cho em một năm khoảng bao nhiêu lần hàng, để kế tiếp anh vào trong cái nhóm học Zalo, anh truy cập vào đây dùm em. Thank you. Rồi cái này em còn vài bì nữa thôi, mọi người chốt nhanh đi mọi người, 25k một viên. Chúng ta đang ngủ hoặc là đang ăn cơm trưa, thấy khách hàng dẫn bộ vào, phải ra, phải gạ và đồng thời đục cái này luôn, tư vấn đục nhanh. Ok anh trai, để tí nữa em sẽ kiểm tra lại tất cả cái Zalo. Rồi mô bi sườn chắc còn khoảng ít cục nữa, anh em nào chốt luôn đi ạ. Rồi bi này về nhà mọi người có thể thay khoảng 200-250k một bộ, 6 viên tương ứng nhá, bảo hành cho khách hàng khoảng 6 tháng. Hôm trước bảo gửi không gửi, hôm nay mới có hàng anh trai ơi. Hàng nhập bên Campuchia bây giờ mới về. Rồi bố nồi côn mà anh em tái sử dụng với chuông zin chống rung, chống giật thì anh em nào cần thì comment. Hồi giờ chưa biết thì ok ủng hộ hai bộ nhá. Lỗi lầm cái gì, lui hàng thì Tuấn trả lại hết tiền. Cho em địa chỉ. Bây giờ anh em lấy cái hàng gì anh em vào trong này nhắn luôn cho em hàng một loạt, cho mình 5 bi côn, 5 mô bin sườn và 3 lao đề, ghi cho em luôn cái địa chỉ và số điện thoại. Đúng không ạ? Thôn, phường, xã, tỉnh. Đấy. Mọi người hiểu không? Đấy. Ba búa chống rung, ok mọi người viết cho em nguyên một cái toa xuống đây luôn ạ. Để mọi người mua cái này mọi người được 5 đêm online đấy. Và dần dần trong tương lai, cứ lâu lâu khoảng 1 năm thì Tuấn sẽ free khoảng 2-3 đợt cho anh em tham gia khóa học miễn phí trong vòng khoảng vài đêm. Đúng rồi. Đấy, ví dụ như anh này Bùi Văn Luyện, thôn Phúc Thọ, ở xã Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên. Ok. Thì coi như tấm lòng ở đây thì Tuấn bán món hàng lời đến 2-5 ngàn một món, coi như anh em ủng hộ mình để làm cái gì, có suất cơm ăn ngon này, chai nước uống để mai mốt lại tiếp tục có hướng dẫn cho mọi người về FI. À, hy vọng là cái nhóm ấy lên 1 ngàn người để chúng ta cùng nhau chinh phục cái FI. Rồi ok, những anh em nào học rồi thì sẽ tiếp tục học tiếp. Đấy. Học tới học lui, học không bao giờ gọi là phí. Rồi đêm nay có anh em nào ủng hộ cái món này không? Đó, còn anh em nào chưa tài liệu thì chúng ta mua tài liệu được tặng cái bộ này nhá. An Phát, anh truy cập cho em cái Zalo luôn, lấy ăn 5 tụ bơm, nhớ cho ăn thiết bị đo. À đây, ok anh An Phát. À. Cho em 2 mô bít sườn nữa thử. Đức Thông, anh truy cập vào tất cả cái Zalo dùm em, cảm ơn anh trai. Ở trong này đang rất nhiều những anh em lên toa thì anh em hãy tranh thủ dùm em, cảm ơn mọi người. Do bình thường em không có kết toán, mọi người hiểu không? Bình thường người ta like, người ta có kết toán, người ta chốt hàng. Ở đây em không có thì mọi người truy cập cái Zalo. Cảm ơn mọi người. Rồi con relay này trong vòng đỉnh còn 30 cục thì anh em mỗi người khoảng 2 cục vào toa luôn. Đấy, những anh em nào đang bị cặt cặt thì để chúng ta chỉ cần nhót con relay này chúng ta bỏ vào là xong. Những anh em nào làm thêm con hai con này như này. Đấy, để nó không bị phí anh em hiểu không? Hàng zin. Đấy, từ công ty nhà máy Vĩnh Phúc Việt Nam. Đấy, những anh em nào đang lấy cái toa này chúng ta ủng hộ thêm con hai con đi. Đấy, vào cặt cặt thì chúng ta không cần phải hỏi cha con thằng nào cả, chúng ta cắm bụp vào cái là xong. Không xong chúng ta đi kiếm cái khác. Ok anh Quang Mạnh, cảm ơn anh trai Quang Mạnh. Đấy, những anh em thật sự làm nghề ở nghề sửa xe này hỏi nhiều lúc cục bô bít sườn bị bỏ lửa. Anh em bảo bây giờ nhà có cục bô bít sườn không? Thế anh em cũng không có. Vậy mà anh em có đi ăn xào lòng 30k một đĩa thì làm được.
anh em nhịn ăn xào lòng. Đấy, lòng xào dưa 2 đĩa là đủ, quả bổ mua bên sườn. Rồi nhiều anh em làm tay nghề một con xe bỏ lửa, anh em lại lấy cục bô bên sườn của Dreamway anh em lắp vào. Thế là tí nữa máy nổ được trong vòng khoảng 5 đến 10 phút, anh em rung đùi xong tí IC bốc khói. Thế anh em phải ôm cục IC mấy triệu khổ không? Đấy thì thay vì ủng hộ 5 cục, 2 cục, 3 cục phải treo góc nhà chơi. Rồi buổi livestream đến đây xin phép tạm dừng. Chúc toàn thể anh em nghỉ buổi trưa ăn cơm ngon miệng, buổi chiều hái được khoảng mấy tờ châu săn. Cảm ơn mọi người, để chiều nay mình lên toa nhiều quá anh em ơi. Thank you nhá, offline kết thúc.